Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều ca sĩ trình diễn những ca khúc của Hoàng Thanh Tâm, nhưng chúng ta vẫn muốn nghe một giọng hát chính của ông. Và bây giờ chúng ta đến với Cần Thiết trên dàn nhạc của Hoàng Thanh Tâm, phổ trên những lời thơ của Nguyễn Sáng. Không có ai lấy ai đưa em đi học, ai viết thư để em mang vào lớp, ai đau mắt khi em đang ngồi khóc, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Vâng, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa, trong ca khúc Cần Thiết của Hoàng Thanh Tâm, sẽ do chính giọng hát của tác giả trình diễn. Đây là nhạc phẩm tôi đã phổ thơ của thi sĩ Nguyễn Sa cùng năm với lại Tháng Sáu Trời Mưa. Nhạc phẩm này là cũng có mặt trong cái album thứ hai của Hoàng Thanh Tâm, là album Khúc Nhạc Sầu Cho Em, Tình Ca Hoàng Thanh Tâm 2, với tiếng hát của Mai Hương. Hôm nay xin mời quý vị nghe lại nhạc phẩm này qua phần trình bày của chính tác giả. Nhạc phẩm Cần Thiết, phổ thơ của thi sĩ Nguyễn Sa. Không có anh lấy ai đưa em đi học, ai viết thư để em mang vào lớp, ai lau mắt khi em đang ngồi khóc, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Đôi mắt sáng là hành tinh long lanh, lúc sương mờ ai thờ để sương tan, ai cầm tay cho đỏ má hồng em, ai thơ nhẹ cho mây vào trong tóc. Không có anh lấy ai cười trong mắt, ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong, ai cầm tay mà dắt mùa xuân, nghe đường mau ruông từng cành lộc biếc. Không có anh nhờ một mai em khóc, anh thu buồn trong mắt sẽ hao đi. Không có anh bàn tay nào về vuốt, tóc sẽ dài thêm mái tóc buồn. Không có anh lấy ai đưa em đi học, ai viết thư để em mang vào lớp, ai lau mắt khi em đang ngồi khóc, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Mắt sáng là hành tinh long lanh, lúc sương mờ ai thờ để sương tan, ai cầm tay cho đỏ má hồng em, ai thơ nhẹ cho mây vào trong tóc. Không có anh lấy ai cười trong mắt, ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong, ai cầm tay mà dắt mùa xuân,
nghe đường mau run từng cành lộc biếc. Không có anh nhờ một mai em khóc, anh thu buồn trong mắt sẽ hao đi. Không có anh bàn tay nào ve vuốt, tóc sẽ dài thêm mái tóc buồn thơ. Không có anh nhờ một mai em chết, thương để hỏi anh sao tóc em buồn, sao tay gầy, sao đôi mắt heo hon. Anh phải cúi đầu đi vào địa ngục. Tôi xin tất cả các anh em nhiều.